uptrend dù trước đây đang tăng cao ngất ngây. Và thế rồi tiền mất tăm hơi, mặc xác tôi đang lòng đây chơi vơi. Hết hồn đọc báo hôm nay, nhìn thấy anh yêu nguy cơ trắng tay. Thế quái nào khi vẫn bên anh, lại tôi về nhiều hơn chăng? Ra đôi khi anh lái hơi căng, tôi than kêu chán lăn tăn, mong anh biến đi thật nhanh. Trời ơi anh đi mất thật rồi, nhưng tôi sống không vui, chờ mãi chẳng hồi anh ơi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng mừng, vì thị trường giờ trong sáng. Thế nhưng người có đâu hay, anh đi rồi giờ chẳng còn ai để tôi đổ tội. Tất nhiên là khi chia tay tôi cười chê vì hãy quá đen. Thế nhưng giờ tôi khóc than, có không giữ thì mất đừng tin. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng mừng, vì thị trường giờ trong sáng. Thế nhưng người có giờ chẳng còn ai để tôi đổ tội. Tất nhiên là khi chia tay tôi cười chê vì hãy quá đen. Thế nhưng giờ tôi khóc than, có không giữ thì mất đừng tìm. Có không giữ thì mất đừng tìm. Tất nhiên làm gì để tiết kiệm chi phí giao dịch chứng khoán? Cực dễ, tải ngay Entrix by DNSE, miễn phí giao dịch trọn đời, miễn phí chuyển tiền 24/7, miễn phí chọn số tài khoản đẹp.